Sáng nay, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã đồng loạt triển khai kế hoạch 158 của Ủy ban Nhân dân thành phố về xét nghiệm sàng lọc diện rộng để tiếp tục phát hiện, bóc tách các trường hợp mắc COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Theo đó, từ hôm nay 28 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, các địa phương tập trung hoàn thành lấy mẫu cho các trường hợp gồm 100% người dân trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, đại diện hộ gia đình và lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, nhất là đại diện hộ gia đình. Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo ngay tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Các địa phương đã triển khai lấy mẫu theo nguyên tắc cuốn chiếu, tổ chức lấy mẫu tại tổ dân phố, khu dân cư và phân theo khung giờ hợp lý đối với các nhóm hộ gia đình để tránh tập trung đông người. Ngoài Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng thì trong đợt này còn có 8 đơn vị khác tham gia xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR để đảm bảo có trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng.